Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 304. Bài này làm trong khóa học cơ bản 11, chuyên đề bài toán nâng cao về kim loại, magie hoặc nhôm hoặc kẽm tác dụng với H cộng NO3 trừ. Lý do thầy tách riêng cái bài toán này ra là bởi vì là ba kim loại này là có tính khử mạnh, nó có thể tạo thêm muối NH4 cộng này nữa. Và ngoài ra là có thể tạo thêm khí hydro này nữa. Vì thế mà thầy tách hẳn riêng ra được gọi là bài toán nâng cao. Để xử lý loại toán này, trước tiên là các em phải xử lý hội thầy thành thạo bốn cái nội dung của phương pháp giải ở đây. Các em phải hiểu được nó và áp dụng nó thật thành thạo. Cụ thể vào bài toán này thầy có như sau. Đầu tiên thầy có sơ đồ trước. Đây là sơ đồ của bài toán. Thứ hai là tìm ra khí. Ở đây người ta cho các em là gì? Hỗn hợp hai khí có tổng số mol có tỷ khối thì tỷ khối chung mà trung bình của nó bằng 26. Thì suy ra chắc chắn nhỏ hơn 26 chỉ có thể là khí NH2 này thôi. Chắc chắn có H2 rồi. Khí thứ hai hóa lỏng trong không khí thì chắc chắn là khí NO. Như vậy từ thông tin về tổng mol, từ thông tin về mol trung bình, các em tìm ra được số mol của hai khí này một cách dễ dàng. Còn nếu đại ca nào mà không tìm được hai khí này thì thôi đừng nghỉ đi, đừng có xem nữa. Tiếp theo là đề thi hỏi các bạn là giá trị của M, tức là giá trị của M gam muối này. Thì các em phải tìm ra tất cả các ion có mặt ở đây. Thì thầy đã biết ion K cộng, ion Na cộng, ion Mg, Cl trừ và ion NH4 cộng chưa hề biết. Như vậy xử lý như thế nào? Đầu tiên thầy xử lý bằng cách bảo toàn nguyên tố liter trước để tìm ra NH4 cộng. Liter đây là 0,1 mà nó bay ra đây là 0,24. Xin lỗi, liter đây là 0,1 cộng với 0,2 là 0,3 mà bay ra là 0,24. Thì kết quả ở đây thầy sẽ có là 0,3 này trừ 0,24 bằng 0,06. Tiếp bây giờ magie, magie 2 cộng tìm bằng cách nào? Thầy dùng bảo toán E. Magie cho đi 2E, hiđro nhận, NH4 cộng nhận, NO nhận. Như vậy kết quả thầy tìm ra được Mg2 cộng là 0,64. Chỉ còn Cl trừ nữa thôi. Thì thầy sử dụng bảo toàn điện tích, tìm ra được nó là 1,64 mol. Kết quả tất cả các ion này đã biết thông tin về số mol. Cô cạn lên thì khối lượng rắn bằng tổng khối lượng các ion có mặt. Như vậy các em chỉ việc cộng tất cả các ion này vào và kết quả tìm ra được là 83,16 gram. Đáp án thầy có là A.